chào các bác nha. Trước mua được quả dưa dưa lưới, dưa vàng ấy, ăn này được một ít hạt. Các bác nạo ra rửa sạch, mình rửa sạch những cái nó sơ nó bám đi, ông phơi khô, ông mình trồng để trồng, để em trồng là thủy canh, em chia sẻ các bác nhé. Bỏ ra nó ngon chưa? Nó phải tầm đến gần 2 mét đấy các bạn. Nó còn ra nhiều nhánh nữa. Ban đầu có những cái nụ con này. Mấy hôm trước nó ra thì tuần đã ra. Đây rồi, các bạn nhìn này, đây là những cái quả rồi, quả nhỏ rồi. Đây là lần đầu tiên em trồng. Trước thì em trồng có hai cái dàn dưa leo thôi. Mình trồng xen kẽ với rau. Thực ra là các bác trồng một ít rau ở đây thôi. Và có lưu ý một chút là cái này thì nó dinh dưỡng nó cao hơn. Các bác để 1.000 nhé. Vẫn sử dụng cái mút xốp này. Mút xốp này. Nó bật cả lên đấy. Nhưng mà nó có rẻ, bây giờ thực ra là cái mút xốp cái lúc đầu thôi. Bây giờ các bác nó không có giá trị, nó không có tác dụng nhiều. Bây giờ cái rễ nó bám hết xuống dưới. Đây là em trồng thủy canh tĩnh nhá. Thủy canh đấy các bác nhìn cái rễ mà nó cứ phải trắng này. Thì là cây phát triển bình thường. Trước đây đến thăm nhà bác thì một bác trong nhóm thì các bác ra quả, các bác còn treo cái quả lên này. Em sẽ tìm một cái ảnh em tràn vào cái đó các bác xem. Còn nhà em thì diện tích thì rộng thì em thả em mà xuống thì em sẽ treo lên kiểm tra. Đây bắt đầu có một cái quả nó nhỏ này các bác đấy. Đây xem bên đây nữa, cái dưa lưới này thì nó phải tầm 40-50 ngày nhé. Trồng thủy canh thì nó cũng cái mức độ sinh trưởng của nó cũng như là trồng mình trồng ở trong thổ canh thôi, mọc để rất nhiều ra rất nhiều nhánh. À đây hôm qua em thử nghiệm em cắt cái đầu đi thì thấy nó ra nhiều hoa cái quá, không thấy hoa được đâu, em cắt thử. Đây có một số cành nó đã vàng, đây xanh mướt rồi, đây, đấy. Nó già nó có bò ra hết cái phần rau ấy, gãy cả rau luôn, đấy. Trồng dưa lưới thì các bác nó hơi mất diện tích, nếu mà đúng là từ đầu ấy, các bác cho nó neo hướng thẳng và mình cắt bớt nhánh đi. Đây em trồng thử nghiệm thì để xem nó kết quả ra sao. Còn này nó sẽ chủ yếu là vụ này trồng rau ở chính. Nhiều bác hỏi là trồng thủy canh thì con muỗi nó như thế nào? Muỗi ở trong nước này. Thì có cái biện pháp nhân đây thì em để tiện đây thì em nói luôn, nếu các bác trồng thủy canh tĩnh như này, các bác sử dụng tất cả các lỗ này, các bác kín lại cái phần này, nếu mà sử dụng này thì nó sẽ giảm được bớt rất nhiều, vì là môi trường tối ấy, cái con cung quăng nó không sống ở đâu, hoặc nó giảm bớt đi. Và có nhiều cái biện pháp như mà sử dụng một số cái nhất là trước đây thì em có sử dụng là nuôi cá, nhưng mà mỗi cái này mà một con cá thì cũng hơi khó. Mình tốt nhất là mình sử dụng cái mình trồng kín cái lỗ này để cho cái con muỗi nó không chui được vào. Và nếu mà quy mô công nghiệp ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái những cái hóa chất
nó là một cái chất phụ gia để cho thêm vào thì con cung quăng nó cũng không sống được. Nhưng mà đây mình trồng chủ yếu mình ăn thôi thì mình chả cho gì. Vậy em thấy là nó cũng không cái con cung quăng nó không sinh trưởng nhiều, nó chỉ có một số mùa thôi. Khi là phải làm thêm một cái dàn nó dài nó quấn hết vào nhau rồi né thì to à. Dinh dưỡng thì nó cũng không tốn nhiều đâu các bạn, bình thường như này em tầm 2 tuần em mới bơm thêm dinh dưỡng mà. Một cái bình này có 25 lít. Những cái lúc nào, lúc những tầm nó lên có quả các bác lưng cái PPM lên cao tầm hơn 1.000 ấy, để chủ yếu nó nuôi cái quả của nó thôi. Còn tầm này thì mình cứ nuôi làm sao cho cái ná này nó cứ xanh là được, xanh mơn mận là được, nó không cần phải gì. Trồng thủy canh này gần như là những cái sâu bệnh này, nó giảm đi rất nhiều các bạn, vì là nó không trực tiếp xuống đất. Đây nhà em còn một khoảng trống với đất luôn. Mùa hè này nên vẫn nóng nhưng mà cây nó vẫn tốt, xanh tốt. Khi nào mà cây nó ra quả thu hoạch thì em lại tiếp tục làm cái clip tiếp theo cho các bác nhé.